im ru ha. Dạ. Ba mẹ đi chỗ khác đi mẹ. Ở đây đi hả? Đi qua đây nè. Ở chung kia có cái gì cho mẹ? Để đem vô đẳng ba con gì ở đẳng. Cá nó bự hay chứ? Đây rồi. Cá này cá gì cho mẹ? Cá cá tượng nó đang bên đây. Chuột này chuột lan nó bự to hơn chuột thường rồi. Thôi mình đi kiếm cọp đi mẹ. Trời ơi con cá thương mang chúa lành lặn mẹ. Đi chơi lại đi con. Mẹ bên đây nha, bên đây là con. Nè. Trời ơi con rắn nó bự nó bự lắm mẹ mẹ. Rắn giống như chăn nhưng chăn nữa ha. Dạ. Đó là khủng khiếp, khủng khiếp thiệt chứ. Mẹ. Cái đầu nó đâu? Cái đầu nó đâu bắt được ta? Nó ở chân chẳng rồi. Hả? Nó nứt rồi. Ừ. 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 Nè con ra nha. Ôi. Nó bự. Nó bự. Nó bự cái đầu của nó kìa. Bự nha. Ghê luôn á. Sao ở giờ mình thấy rắn thôi chứ chưa thấy cọp vậy mẹ? Nãy giờ là bên khu vực đó là rắn không có con, còn cọp nó mấy anh kia kìa. Vậy mình qua coi cọp nó bự không nha con. Đi. Hình như ở đằng kia kìa mẹ. Nào. Hả? Ủa, trời ơi. Ơi, con gấu to quá mẹ ơi. Đó chắc là nghĩ là gấu mẹ với gấu cha. Nó ỉa trên lưng kìa mẹ. Rồi nó đi thế này quá em. Trời ơi, mẹ ơi. Con này con cạp thì đà nước đó con. Con lự phá nó ngang, nó cắn con đó. Nè, không chọc phá thú nè. Không chọc phá thú nè. Con này là con gì vậy mẹ? Nhím. Thank you.
bộ nè mẹ ơi. À. Bữa này chắc có lẽ lâu năm nha, nó mọc mấy cây đầu đó rồi kìa. Quá tà heo luôn phải không? Đó heo rừng á. Bố em đang nằm ngủ kìa mẹ. Quá trời khỉ luôn kìa mẹ. Ờ, quá trời khỉ, lại coi thể khỉ đi con. Còn gấu á, đi chàng gấu luôn nha. Nó ngủ rồi.